Xin chào quý vị và các bạn trở lại với channel Hùng Xe Hơi Em là Hùng, phụ trách kinh doanh tại Honda Auto Bắc Ninh Có địa chỉ tại đường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Và trong cái thời gian vừa qua Chúng ta đã ở cuối tháng 2 năm 2021 rồi Và cái Honda City 2021 kể từ khi nó ra mắt ờ, Trong số liệu thống kê mà top 10 xe bán chạy vừa qua Thì Honda City bán hơn 1.500 xe Và hoàn toàn là phiên bản mới nhé Thì... Hiện nay cái mẫu xe này đang có mức giá của từng phiên bản tại thị trường Bắc Ninh là như nào hay phiên bản cao nhất có giá bao nhiêu phiên bản thấp nhất giá lăn bánh là bao nhiêu thì sẽ có trong video này nhé Honda City thì hiện nay sẽ có 3 phiên bản chính đó là phiên bản Honda City G phiên bản Honda City L và phiên bản Honda City thể thao đặc biệt RS và ba cái phiên bản này thì có giá không quá khác biệt so với thời điểm trước cụ thể thì giá ba phiên bản lần lượt cho phiên bản GL và RS là 529 triệu, 569 triệu và 599 triệu. kể từ lúc ra mắt thì nó được đánh giá là mức giá khá là mềm vì Honda từ trước đến nay được đánh giá là cái mẫu xe hãng xe mà định giá cái sản phẩm của mình khá là cao, thường là top đầu phân khúc. Tuy nhiên thì so với thời điểm trước thì so với mẫu mã trước thì gần như mức xe này là giữ nguyên và phiên bản RS thêm một số tính năng option chỉ đắt hơn 30 triệu thì với cái tầm giá khoảng 600 700 triệu quay đầu khi lăn bánh thì chúng ta có Toyota Vios này, có Hyundai Accent này, Honda City này. Đấy là sedan nhé, gầm cao chúng ta có Xpander, có Etiga, có XL7 thì khá nhiều. Tuy nhiên thì Honda City nó vẫn có tập khách hàng riêng khi đây là mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản rất là uy tín rồi và cái thứ hai là Honda City phiên bản mới rất năng động rất thể thao trẻ trung và cái mức giá lăn bánh tại thời điểm này tại thị trường tỉnh Bắc Ninh thì không quá khác biệt so với những tỉnh địa phương còn lại mức giá lăn bánh của hiện nay của 3 phiên bản thì chúng ta chỉ cần cộng thêm 10% phần thuế trước bạ và khoảng 5 đến 7 triệu tiền dịch vụ đăng ký đăng kiểm phí đường bộ kèm theo thì ba mẫu xe sẽ có mức lăn bánh lần lượt dao động vào khoảng từ 600 triệu đồng, 630 triệu đồng và 668 triệu đồng và 665 triệu đồng tùy vào màu xe vì Honda City màu đỏ sẽ đắt hơn 4 triệu nhé và rất có thể Toyota Vios cũng sẽ trang bị thêm một trắng ngọc trai đắt hơn 8 triệu chẳng hạn đó mẫu xe này thì hiện nay cái mức giá bán đang là tặng kèm Mẫu xe này, chương trình khuyến mại hiện nay thì đa phần là tặng kèm phụ kiện chính hãng theo xe Chúng ta có thể đàm phán Tùy lựa chọn gia hạn, tuy nhiên thì giảm giá tiền mặt chúng ta chưa có nhé Về những tính năng của Honda City thì phiên bản mới này Honda City nâng cấp khá nhiều về ngoại thất gần như là mới hoàn toàn Tuy nhiên thì cái kích thước vẫn khá là ok trong phân khúc Khi xe được trang bị chiều dài là 4 m rưỡi chiều rộng 1,7m và chiều cao là 1,4m à, với chiều dài và chiều rộng tăng thêm là 54mm và 113mm cũng như là cái trọng tâm xe được hạ thấp hơn thì Honda City đem lại những cái trải nghiệm lái rất là khác đặc biệt trong phiên bản RS thì chúng ta sẽ được trang bị thêm một bộ dạng thiết kế khá là thể thao và theo như nhiều review từng nói thì đây là chợ ác hoặc thu nhỏ option công nghệ trên xe thì Honda City được trang bị đèn full LED cả đèn sương mù từ 2017 rồi Tuy nhiên thì cái kiểu thiết kế đèn mới đèn LED đèn sương mù của Honda City mới này cũng rất là đẹp đèn được chiếc khoang nhỏ đem lại cái cảm giác sang trọng và nó rất hợp về cái model thời thượng hiện nay mình đa phần các hãng xe đều làm vậy rồi về những tính năng trong xe thì hơi tiếc một chút chỉ duy nhất phiên bản Honda City RS sẽ được trang bị cửa gió điều hòa sau tuy nhiên thì trong khoang nội thất sẽ được đổi mới thiết kế hoàn toàn và điều này đem lại cho chiếc xe cái thiết kế rất là trẻ trung năng động cũng đảm bảo sự sang trọng vốn có của nó à, về mặt không gian rộng rãi ngồi thì tất nhiên rồi Honda City và Toyota Vios lúc nào cũng gần như là số 1 của cái phân khúc hạng B rồi Uh, giá hợp lý và độ rộng khi ngồi độ thoải mái khi ngồi hay là kể cả độ sâu của cốp thẻ tích cốp thì đều hoàn bảo ok vì Honda City có đến 536 lít dung tích cốp cơ chúng ta hoàn toàn để thoải mái vali đồ đạc khi về quê trong chuyến đi xa về tính năng an toàn thì uh, gần như Honda City từ 2017 đã trang bị quá nhiều rồi. Chúng ta có chống bó phanh ABS này, chúng ta có phân bố lực phanh điện tử EBD hay là hỗ trợ phanh khẩn cấp BA khởi hành ngang dốc ổn định thân xe, cruise control, camera lùi ba góc, khóa tự động. Đó, chúng ta có 6 túi khí trên phiên bản cao nhất và 4 túi khí ở phiên bản thường. Đó, về nhược điểm thì thật ra thì chiếc xe này là chiếc xe gần như có thể nói là all new và nhược điểm trong quá trình sử dụng thì chúng ta chắc phải chờ một thời gian tới Tuy nhiên thì có một nhược điểm cố hữu trong những chiếc xe Honda về phân khúc này đó là độ ổn Tuy nhiên thì nó là điểm chung của tất cả các mẫu xe thôi Quý khách hàng có thể tự trải nghiệm trên những mẫu xe để được tư vấn tốt nhất về những cái phụ kiện được tặng kèm theo thì quý khách hàng có thể vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua hotline đang đính kèm trên video thì lựa chọn phiên bản gì hay lựa chọn phụ kiện nào giá tiền bao nhiêu trả góp thế nào hay quy trình mua xe có khó không thì rất mong quý hàng có thể alo cho em để em được tư vấn một cách tốt nhất rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo